ra đây nằm để lại ăn hết ổi mày luôn nè. Thôi chiều ơi, bây giờ trước à. Ừ, thôi Hoàng về đi. Xin lỗi vì đã kéo Hoàng ra đây. Ủa, vậy sao mày không về đi, ngồi lạnh nữa? Thì tất nhiên là phải có lý do. Có bí mật đúng không? Thì tao không về nữa. Mày phải nói tao nghe mới được. Còn đâu mày mới biết. Mày, mày biết cái tập tao tò mò rồi. Mày không nói là làm nó tao chịu nổi. Ê, vậy tao nói luôn nha. Tao đang thực hiện một chiến dịch để thuyết phục má tao. Thuyết phục má mày thì phải gì nhà mới thuyết phục má mày được, ngồi đây tao thuyết phục. Có những chuyện khi mà mình nói ra sẽ không có kết quả đâu. Nhưng mà mày không nói cho má mày hiểu. Má tao sẽ hiểu. Nhưng mà tao chưa có hiểu. Thì là tao đang xin má tao đi mua xe. Xe máy á. Ủa, nhưng mà tụi mình chưa có đủ tuổi đi xe mà. Mày không nghe thằng Sơn nói hả? Chỉ cần nghiêm túc rồi chấp hành được một chút thôi là sẽ không ai biết mình chưa đủ tuổi đâu. Tại tao thấy mày tò mò quá, tao nói cho mày biết nè, nhớ giữ bí mật đó nha, không lần ra là vậy. Cái này á, người ta gọi là làm trận làm thượng, làm eo làm sách, làm nũng làm điệu. Cái gì, cái gì mà làm nũng làm điệu? Tụi mình là đàn ông mà. Gọi là gì không quan trọng, nhưng mà ta sẽ hợp thức với mày trong vụ này. Thì không? Thiệt. Thì trong nhóm mình có một đứa đi xe máy cũng tốt. Ta sẽ là quân sư cho mày. Vậy đi. Tối nay con về muộn, già không ăn cơm đâu. Không ăn thôi. Trời ơi, nó không ăn cơm, không uống sữa. Sáng thì không ăn sáng, trưa thì không về nhà, tối thì nó về trễ, thì không ăn cơm. Nguyên ngày nay nó ăn cái gì ta? Alo, Quy Nguyên hả? À, cô Hằng nè con. À, con của cô nói nhỏ con nghe cái này. Con đừng có nói lại cho ông Phan biết nha. Cô hỏi con chút thôi. Con, sáng mơ giờ á, thằng Phan nó có đi chung với tụi con không? Vậy hả? Rồi á, bây giờ nó đang đi với ai vậy con? Với Hoàng hả? Hoàng, không biết rồi. Biết rồi con, dưa, Hoàng Kim phải không? Rồi, con biết rồi, con thích ăn cái đó hả? Rồi. Con chào má. Chào con. Con ơi con, ăn cơm đi con. Mình đã thực hiện tới đúng kế hoạch. Ăn ít, nói ít, nhưng mà ngủ nhiều. Đó. Nè. Trước sau, lát nữa mẹ ta cũng sẽ gọi điện cho mày. Nhưng mà phải đúng kế hoạch đó nha. Nhớ chưa? Ok. Phan ơi Phan. Phan à. Ủa? Phan. Ngủ hả ta? Ủa thằng này ngộ ha. Nay ngủ mà không tắt đèn. Thank you.
Con không thèm nói chuyện với má. Con tưởng vậy là má không biết gì về tin tức của con sao? Ơi ơi, rồi trời. Đi. Má không phải. Ôi. Dạ, con nghe nè cô. Qua hả con? À, biết ai không? Trời ơi, giỏi quá ta, nhận ra của Hằng liền vậy đó hả? Làm như cái giọng cô nó đặc biệt quá phải không? Rồi, xin lỗi gọi con khuya quá. Ừ, mà con ngủ chưa? Vậy hả? Vậy cô hỏi con chút chuyện được không con? Hoàng nè, bữa nay Phan nhà cô á, nó có đi chung với con không? À, vậy hả? Con có thấy nó có thái độ hay là cử chỉ gì nó khác lạ với thường ngày không? À, dạ. Ê, con cũng không biết có chuyện gì nữa cô ơi. Nhưng mà con thấy thằng Phan nó lạ lắm. Đi học thì không chịu đi về nhà, mà cứ đòi đi một mình hoài à. Thấy con không cho, con quyết định đi theo đó. Nhưng mà Phan nó cũng không có chịu nói gì hết trơn á cô ơi. Ăn ấy cũng thèm ăn luôn. Con mua cho nó ổ bánh mì mười mấy ngàn mà nó cũng không ăn luôn. Dạ con cũng định hỏi cô là cô. Con mà con sợ cô ngủ. Dạ không sao đâu cô. Dạ dạ. Vậy cô thử hỏi Phan coi coi nó muốn gì hả cô. Rồi rồi, cảm ơn con nhiều nha. Rồi chúc con ngủ ngon ha. Cái gì? Thằng Phan con chị nó muốn đòi mua xe máy. Dạ. Ở chị đến sao? Trời ơi, tôi cũng không biết sao. Tôi rối quá anh, nên tôi mới hẹn gặp anh đặng nhờ anh tư vấn giùm tôi. Tư vấn cái gì? Nó chưa được 16 tuổi nữa, ai cho nó chạy xe máy mà chạy? Thì bỏ, tôi biết vậy, tôi có khuyên răng nó đủ lời rồi mà nó không có nghe. Nó còn giận hờn tôi nghe anh. Tôi đã bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ uống sữa luôn á. Tôi nói giờ không biết tính sao. Chắc hai mấy mình mua đại cho xe không máy à, anh. Không à, không được rồi nha. Chị đừng có chiều nó như vậy nha. Nó đang mè nheo nhõng nhẽo chị phải cứng rắn hơn nó mới được. Trời ơi, cứng sao được anh ơi. Nhìn con mình tới nên nó hốc khát, hôm em tiều tụy đau lòng lắm anh ơi. Không hay thôi mua đại cho nó đi anh. Không được, chị phải bình tĩnh. Đây là cái thời điểm mà mình cần phải dạy nó nên người. Chị cứ làm theo kế hoạch của tôi là được. Kế hoạch của anh hả? Liệu có ổn không? Được, kế hoạch này hoàn hảo lắm nha. Ngày trước má tôi đã dùng chiêu này để dạy tôi đó. Vậy hả? Má con đi học đi. Ăn sáng đã con. Dạ thôi, ăn sáng lại. Con giận má vì cái chuyện má không chịu mua xe cho con phải không? Má sẽ mua xe nếu như mà... Má mua xe cho con thiệt hả? Má sẽ mua nếu như mà con đủ khôn lớn. Con lớn rồi mà. Bạn bè con á, một số đứa có xe máy rồi đó. Con lớn mà cư xử như con nít vậy đó. Giận hờn bỏ ăn khi không được quà. Con nhìn lại coi, có người lớn nào mà cư xử như con không? Chuyện chiếc xe thì má có thể lo cho con được. Nhưng mà ít ra thì con cũng phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng con đã là người lớn thật sự. Hoặc nếu như con muốn bắt chước người lớn á, thì phải bắt chước sao cho nó giống giống một chút. Thôi ăn sáng đi, má đi làm đi. Này người lớn, đi học nhớ đóng cửa cẩn thận nha. Dạ. Con chào má. Thank you.
Trời ơi, mày đi đâu mà lấm lấm đét vậy? Chuyện của mày với chuyện của ai? Nói trước mặt ba con nhỏ kia cho lộ hết bí mật của mày à? À, mày thông minh ghê nha. Nè nè, có cái sách gì mới chưa? Cái gì là có rồi. Hôm qua tao thức suốt đêm và cố nhớ lại tất cả những cái trò mà tao đã thực hiện thành công. Nếu mà mày làm đúng như vậy thì chắc chắn má của mày sẽ chiều theo ý của mày thôi. Thì không, tao có ghi ra giấy nè, cứ làm y như vậy là ok. Đâu được coi. Mặt luôn buồn bã, đá ghế xô bàn, chút chút ho khan, kéo bàn chật chiếu, nhịn ăn buổi sáng, bỏ cơm buổi chiều, ban ngày thì không tắm. Thôi thôi, không được đâu, không được đâu. Sao lại không được? Lần nào á mà tao biết đòi ba má tao cái gì á, mà dùng cái chiêu này nè, mày đứng lên. Nhưng mà hồi sáng má nói với Phan là muốn mua xe máy là phải như người lớn, mà cái chiêu này chắc chỉ được mua xe đồ chơi thôi, trẻ con lắm. Mà Phan phải làm người lớn thì mới mua được xe. Thôi thôi thôi, lên lớp đi, tụi nó đang chờ kìa. Đòi làm người lớn? Người lớn thì tự mua rồi, chứ xin làm gì nữa, vô lý. Chú. Ủa, sao hôm nay Uyên Uyên không tưới cây mà nhờ chú vậy chú? Con bé nhờ chú giúp. Ủa, sao chú nhìn cháu kỳ vậy? Dạ, cháu này con lớn quá. Mặc áo thun với lại quần thể thao này nhìn con lớn dễ sợ luôn á. Giống như một người đàn ông trưởng thành vậy đó. Thiệt không hả chú? Thật, chú nói thiệt nha. Người lạ nhìn con á, người ta đoán con là phải trên 20 tuổi không à. Nhìn như là người lớn vậy, chứ đâu ai nghĩ con 17 tuổi đâu. Thật vậy hả? Thật mà. Vậy mà má cháu hả? Suốt ngày nói cháu là trẻ con hoài à. Má con nói con trẻ con hả? Dạ. Trẻ con gì đâu trời, lớn quá mà. À. Chú hiểu rồi, chú hiểu rồi. Dạ, cháu trẻ con chỗ nào ạ? Thật ra nhìn con cao to vậy đó, nhưng mà nhìn kỹ cũng có còn nét trẻ con lắm, như là một cậu bé thôi. Ủa nét nào vậy chú? Nói chung là nhìn kỹ là thấy thôi, hiểu không? Không có cụ thể lắm, nhưng mà để ý một chút là thấy con nít liền. Nhưng mà con đừng có lo, con chỉ cần thay đổi chút xíu thôi là mọi người sẽ nghĩ con là người lớn. Thật vậy hả? Ủa nhưng mà thay đổi như thế nào ạ? Có khó không ạ? Khó là khó với mấy cậu bé 10 tuổi thôi, chứ còn con mà cao lớn vậy nè, dễ làm người lớn lắm. Ủa, con muốn làm người lớn lắm? Dạ. Bây giờ vậy nè, con nghe chú, con á phải tập sống như là người lớn, như là một người trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân, biết quan tâm tới công việc của mẹ, thấy không? Rồi để ý tới những công việc gia đình, chuyện lớn chuyện nhỏ, không nề hà cái chuyện của phụ nữ, chuyện của đàn ông, chuyện gì con phải làm hết. Rồi đặc biệt nữa là con không nên ham chơi, mà phải để dành thời gian để mà chăm lo cho gia đình, và còn biết quan tâm đến người khác. Con mà làm được như vậy, ai mà nói con là trẻ con, chú chịu trách nhiệm cho. Con làm được không? Dạ, được chứ. Cháu làm được chứ. Rất đàn ông. Cháu cảm ơn chú. Cháu tập thể dục đi chú.
cô mời má ăn sáng. Cô má đây. Đó. Má ăn đi. À, nè. Nước nè. Đó. À, bánh mì nữa. Thôi, hôm nay Phan bận mất rồi. Phan phải về nhà có chuyện gấp. Mà nè Hoàng nè, lát chỗ Uyên chị giúp Phan nha. Thôi Phan đi trước đi, bye bye. Ê, sao bọn con ngủ chợ vậy nè? Má ngồi xuống ăn cơm đi. Dạ. Đương nhiên. Má nè. À, thôi má đừng ăn cơm rồi, má ăn miếng thịt đi. Nè. Hôm nay con làm thịt gà con lắm á. Nè má. Cái này là món chả. Chả cá. Má ăn thử đi. Dạ. Tớ yêu. Nó mê chiếc xe đến nỗi làm hết mọi chuyện trong nhà cho mình. Mệt chỉ lắm rồi đây. Chịu đi cùng. Phan á thì nói là bận, nhưng mà không biết có chuyện gì không nữa. Hay là con Nga Nga nó bày trò gì nữa rồi? Chắc là không có đâu. Đâu có thấy dạo này Nga Nga đi chung với Phan đâu. Dạo này thấy Phan siêng năng lắm nha. Siêng năng hả? Quyên tỏ hơn chút tôi. Thì dạo này Phan lau nhà nè, giặt giũ nè, rửa chén nè, bởi vậy còn nấu ăn nữa. Không hiểu lý do tại sao nữa, cái như là nội trợ vậy đó. Biết rồi, biết tại sao mà nó siêng năng rồi. Tại sao? Nói đi.
được. Hoàng đã hứa là không có nói rồi. Nói đi. Nói được có được mà. Sao vậy? Thôi đi, không có cần Hoàng nữa. Mấy bạn nè, theo ý My á, thì chắc chắn là Phan bị chuyện gì rồi. Cho nên á, là ngoài giờ học á, Phan làm đủ thứ chuyện nhà hết trơn á. Có thể đó là Phan giúp má, hay là Phan bị má phạt ta? Chắc là bị má phạt á. Ừ. Thôi, dù sao đi nữa, tụi mình cũng phải giúp Phan chứ. Mỗi đứa một tay thì sẽ nhanh hơn, đúng không? Như vậy là Phan lại có thể đi chơi chung với tụi mình được rồi. Hay, chính xác. Thôi, tụi mình đi liền đi. Trời ơi, không có được, ngồi vô. Đã nói là không còn Hoàng mà, cứ lo giữ bí mật gì đó đi. Thôi, được rồi. Nói được chưa? Nói đi. Muốn gì mà ở một xíu đi. Đã nói rồi đó nha, không có được nói với bạn biết đó. Bạn biết là bạn nhận liền á. Bạn làm như vậy á là muốn má một chiếc xe máy. Xe máy. Ba xe là cắt chi như con bay xa. Ủa, đây làm cái gì? Trời ơi, làm bà bất ngờ quá vậy. Lau nhà nữa hả? Con á sẽ làm cho ba bất ngờ nhiều hơn nữa kìa. Ba thấy không, gọn gàng sạch sẽ ghê chưa. Thôi, ba vô đây uống nước với con đi. Hay là thấy thằng Phan á, nó làm nhiều việc quá cho nên con tự thấy xấu hổ hả? Có gì đâu mà xấu hổ. Con thấy Phan làm đúng và tốt mà. Điều tốt thì mình nên học hỏi ba. Ba rất vui khi thấy con có được cái suy nghĩ đó đó.